Xin chào mọi người nha, thì hôm nay mình sẽ cập nhật giá xe những cái dòng xe số của Honda. Thì gần đây thì những cái dòng xe số của Honda cũng được bán ra rất là chạy trên thị trường, và với một cái mức giá là vừa phải và không tăng lắm cho những tháng gần đây, từ tháng 8 cho đến tháng 10. Thì clip này mình sẽ giới thiệu với các bạn những cái dòng xe số của Honda Việt Nam, và đồng thời mình báo giá trong tháng 10 năm 2020 này cho các bạn cùng tham khảo. Rồi thì trước mặt các bạn đó là dòng Wenfa. Thì dòng Wenfa này thì trong vài ngày tới đây thì nó sẽ ra mắt cái mẫu Wenfa mới. Thì nó sẽ được có những gì mới là nó sẽ được thay đổi về phần tem xe nè, rồi loại bỏ công tắc đèn pha, rồi kèm theo đó là thêm những cái màu mới để cho khách hàng lựa chọn. Thì con Wenfa này nó sẽ có giá khoảng từ 17.800.000 cho đến 18.000.000 ở cái dòng Wenfa 110 này. Đó, thì cái này nó có rất là nhiều màu sắc, nó gồm 5-6 màu gì đó. Thì hiện tại có màu trắng, màu xanh, màu đỏ. Rồi mình quay lên các bạn xem. Rồi kế tiếp là dòng xe Black. Thì cái con Black này thì nó sẽ có cũng rất là nhiều màu, và nó sẽ có trang bị là bánh căm thắng đĩa và bánh căm thắng đùm đó, và trang bị bánh mâm. Rồi cụ thể là ở con Black mà trang bị thắng đĩa hoành căm thì nó sẽ có giá khoảng 19.500.000. Còn cái con thắng đùm bánh căm thì nó sẽ có giá khoảng 18.200.000 cho đến 18.500.000. Còn cái con mà bánh mâm như thế này, đấy, này là màu đen đỏ mờ, thì nó sẽ có giá khoảng 21.300.000. Thì ở con Black này, thì cái dòng Black này như các bạn cũng biết là nó chạy tiết kiệm xăng cũng rất là tốt, và thiết kế thì rất là nhỏ gọn và rất là nhiều màu sắc để cho chúng ta lựa chọn. Những cái họa tiết trên tem của cái dòng Black này mình nhìn rất là sắc nét và rất là đẹp nha các bạn. Đây, thì đây có 3 màu. Rồi thì đây là cái dòng Black. Đây nó có màu trắng đen nữa nè. Rồi, rất là nhiều màu cho anh em lựa chọn luôn nha. Thì với cái dòng xe này với giá tầm trung thôi, và mẫu xe rất là dễ sử dụng, và nó được trang bị rất là nhiều cái tính năng và phù hợp cho khách hàng sử dụng ở cái dòng xe Black này. Rồi tiếp đến là con WRX. Thì con WRX này mình cũng có vài clip nói về nó rồi. Thì nó cũng như cái con Honda Black vậy đó, nó sẽ có trang bị bánh mâm nè, rồi bánh căm thắng đĩa và bánh căm thắng đùm. Thì cụ thể như ở dòng Black ở trước mặt các bạn, đó là cái màu đỏ đen bánh mâm, thì nó sẽ có giá khoảng từ 24 cho đến 25.000.000 ở cái con bánh mâm, trang bị bánh mâm như thế này. Còn cái con mà trang bị hoành thắng đĩa mà bánh căm á, thì nó sẽ có giá khoảng 23.000.000 thôi. Còn thắng đùm thì nó sẽ có giá khoảng 22.000.000 thôi. Đó, nó chênh lệch nhau chỉ 1.000.000 với con dòng gỡ đĩa này. Thì con gỡ đĩa này thì nó cũng được ra cũng khoảng vài tháng trở lại đây thôi. Thì nó cũng cái mới là nó sẽ loại bỏ công tắc đèn pha. Như là ở cái dòng Wenfa thì Wenfa mới hiện tại Honda họ cũng loại bỏ công tắc đèn pha rồi, và những cái mặt đồng hồ thì cái giao diện sẽ được thay đổi lại. Riêng cái con GTX này thì ổ khóa điện sẽ được tích hợp mở yên ở trên ổ khóa chính luôn, cho nên nó rất là tiện lợi cho người sử dụng nha. Đấy. Thì cái con GTX này cái mức tiêu thụ nhiên liệu của nó cũng rất là thấp. Nó chỉ khoảng 1,70 lít trên 100 km. Thì những cái dòng xe này thì phải nói là nó tiết kiệm xăng vô cùng tốt ở cái dòng phân khúc 110 phân khối này. Đây là những cái con mà 110 phân khối. Rồi thì các bạn, đó là dòng Fu 125 màu trắng nâu và màu xanh đen. Màu xanh đen này là cái màu rất là hot nha các bạn. Đó, xanh đen này là màu mới. Thì ở dòng Fu nó sẽ cũng có hai cái phiên bản là bánh căm thắng đĩa và trang bị bánh mâm đó, chứ nó không có thắng đùm nha mọi người. Thì ở đây thì cái dòng Fu này nó có những cái màu rất là nhiều màu, như là màu trắng, màu xanh đen, màu đỏ nâu, rồi màu đen mờ. Và ở dòng Fu này thì dòng Fu mới thì cũng được loại bỏ công tắc đèn pha đó, thì và trang bị thêm những cái tem 3D rất là nổi bật trên dòng xe Fu này. Thì cụ thể như ở dòng xe Fu này, cái giá hiện tại trong tháng 10 thì nó cũng vừa phải thôi, nó khoảng từ 32 triệu ở phiên bản thắng đĩa. Còn ở bánh mâm
Bánh mâm này thì nó sẽ có giá khoảng từ 33 cho đến 34 triệu ở phiên bản bánh mâm nha các bạn. Thì màu nào cũng vậy, thì nó sẽ có giá đó thôi. Thì cái giá này thì mình chỉ báo là nó nằm trong khoảng đó thôi, còn nó có thể là thay đổi tùy theo thời điểm, tùy theo thị trường và tùy nơi các bạn ở nữa. Cho nên các bạn nếu mà muốn biết chính xác giá thì mình có thể ghé đến các hết gần nơi mình ở nhất để mình tham khảo giá chính xác nhất nha các bạn. Rồi thì đây là những cái dòng xe mà mình vừa báo giá cho các bạn và đồng thời những cái màu sắc nó có sẵn ở đây. Thì một điểm chung duy nhất ở các dòng xe này thì nó đều là những cái dòng xe tiết kiệm nhiên liệu rất là tốt, và các kiểu dáng thì nó đa màu sắc cho phù hợp tới tất cả mọi người. Rồi thì mình cũng xin nhắc lại là về con quay Alpha thì chuẩn bị ra cái màu mới, thì hôm nào mình có mình sẽ quay lên cho các bạn xem. Giá nó sẽ dao động khoảng từ 17 triệu 800 cho đến 18 triệu. Con Black thì nó sẽ bao gồm 3 cái phiên bản là thắng đùm, thắng đĩa và bánh mâm thắng đĩa. Thì nó sẽ có giá khoảng từ 18 triệu 500 cho đến 21 triệu 500. Đó. Còn con GS thì nó sẽ có giá khoảng từ 22 triệu cho đến 24 triệu 500. Bao gồm 3 phiên bản luôn, như là thắng đùm, thắng đĩa và bánh mâm thắng đĩa. Còn con Future nó sẽ có giá khoảng từ 32 triệu 500 cho đến 34 triệu. Ở bao gồm thắng bánh cầm và trang bị bánh mâm. Rồi. Rồi thì nếu mà các bạn thấy thích cái mẫu xe số nào thì mình hãy nhanh chân đến cửa hàng mà mình lựa cho mình một cái mẫu xe ưng ý nhất và một cái màu xe ưng ý nhất nhé. Xin hẹn các bạn lại clip gần nhất nhé. Rồi chào các bạn.